bảo tồn cho phát triển, phát triển để bảo tồn. Câu chuyện được kể từ khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An, nơi minh chứng rõ nét sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên, được UNESCO công nhận như là một điển hình rõ nét trong hệ thống các khu sinh quyển trên toàn thế giới. Ngày 26 tháng 5 năm 2009, chương trình Con người và sinh quyển thuộc Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc, viết tắt là UNESCO, đã ghi danh Cù Lao Chàm, Hội An vào danh mục khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với diện tích hơn 33.000 ha, dân số khoảng 94.000 người, khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Hội An hiện diện đầy đủ các kiểu hệ sinh thái đặc trưng của vùng cửa sông ven biển và hải đảo. Các giá trị về dịch vụ sinh thái cùng với di sản văn hóa thế giới, khu phố cổ Hội An đã mang lại cho khu sinh quyển nhiều tiềm lực to lớn. Không có nơi nào mà chỉ trong vòng 10 năm lại được công nhận hai danh hiệu mang tầm quốc tế như thế. Điều đó đã tạo động lực để chính quyền, các nhà chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp cũng như người dân Hội An bắt tay ngay vào việc triển khai các giải pháp quản lý, bảo tồn và phát triển. Ngay trong năm 2009, tại vùng lõi khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, một chương trình được triển khai với sức lan tỏa lớn. Đó là chương trình Cộng đồng nói không với túi ni lông. Từ thành công này, tháng 6 năm 2009, Thành ủy Hội An đã ra chỉ thị phát động giảm thiểu sử dụng túi ni lông trên toàn thành phố. Hội An là một trong số ít các thành phố của Việt Nam đã thực hiện phân loại rác thải tại nguồn. Thành phố đã hợp tác với các tổ chức quốc tế như Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và các tỉnh thành của Nhật Bản tiến hành phân loại rác thải theo phương pháp 3R. Rác thải sinh hoạt trước khi đưa đi xử lý được phân loại ngay tại hộ gia đình, tận dụng phế liệu tái chế và sản xuất phân compost. Chỉ một năm sau khi được công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, kế hoạch quản lý và phát triển du lịch tại khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An ra đời. Để xây dựng các mô hình du lịch, cộng đồng được tập huấn kỹ năng tổ chức dịch vụ du lịch, đăng ký kinh doanh, hướng dẫn viên, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, địa phương, v.v. Nhiều tổ cộng đồng đã được thành lập với sự tài trợ của Quỹ Môi trường Toàn cầu, chương trình rừng ngập mặn cho tương lai, v.v. Người dân Cù Lao Chàm đã tự đứng ra thành lập tổ cộng đồng tham gia phục hồi tự nhiên và khai thác bền vững cua đá dưới sự quản lý của chính quyền và sự tư vấn của các nhà khoa học và cơ quan chuyên môn. Quy trình khai thác và quản lý được thực hiện chặt chẽ, sản phẩm được dán nhãn sinh thái và niêm yết giá bán. Có một mô hình đầu tiên của Việt Nam trong việc giao quyền quản lý, khai thác và bảo tồn tài nguyên thiên nhiên cho cộng đồng. Đó là mô hình tiểu khu đồng quản lý bảo tồn biển thôn Bãi Hương. Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã giao hơn 19 km² phần đảo và diện tích mặt nước biển để cộng đồng tự quản lý, bảo tồn và khai thác các dịch vụ, tạo sinh kế bền vững. Là gìn giữ được tốt san hô còn nguyên vẹn thì mới có khách. Chứ nếu như san hô mà cháy cháy rồi là không có khách. Thứ hai nữa là cũng như bảo vệ được cái nguồn lợi thủy sản. Bà con tự thấy từ cái lợi ích đó là bà con nó bảo vệ. Với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, cộng đồng Cù Lao Chàm đã được tập huấn và tham gia trực tiếp cấy ghép và phục hồi hơn 48.000 tập đoàn san hô trong khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm. Thông qua quá trình phục hồi, cộng đồng hoàn toàn làm chủ về kiến thức, đặc tính sinh học, sinh thái và công nghệ phục hồi san hô cứng bằng phương pháp tách ghép tập đoàn. Điều này đã bổ sung nguồn tri thức địa phương, giúp mở thêm một tour du lịch cộng đồng khám phá rạn san hô. Nhiều năm qua, với lợi thế về cảnh quan, các hệ sinh thái, tính đa dạng sinh học, người dân địa phương đã tổ chức các dịch vụ du lịch sinh thái gắn liền với thiên nhiên và văn hóa của một vùng đất giàu tiềm năng và truyền thống văn hóa lịch sử. Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng trong rừng dừa nước Cẩm Thanh đã và đang tạo sinh kế bền vững. Cảm nhận của chúng tôi trở lại đây lần này là thấy mọi việc tốt hơn lên rất nhiều. Chúng tôi thấy mình như là người Việt Nam thực sự vì được trải nghiệm đời sống của người dân ở đây thân thiện và an toàn hơn. Loại hình du lịch cộng đồng phát triển mạnh mẽ trong khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An là mô hình lưu trú trong nhà dân, homestay.
Tại các làng quê sinh thái và trong khu phố cổ, mô hình lưu trú trong nhà dân được phát triển, tạo cơ hội để du khách trải nghiệm cuộc sống mang đậm bản sắc của người dân địa phương. Cùng với việc củng cố hoạt động của các tổ cộng đồng tạo sinh kế bền vững, chính quyền và các doanh nghiệp địa phương đã tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, du lịch mang tầm quốc gia và quốc tế như cuộc thi hợp xướng quốc tế, festival ẩm thực quốc tế, festival tơ lụa châu Á, giao lưu văn hóa Nhật Bản, Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, v.v. Đặc biệt, tại các làng nghề truyền thống, nơi lưu giữ các tri thức dân gian, hàng loạt sản phẩm du lịch ra đời, như một ngày làm nông dân làng rau, làng chài, làng gốm, làm lồng đèn, lễ hội quật Cẩm Hà, lễ hội bắp nếp Cẩm Nam, v.v. Trên vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển, cùng với nhiều di tích kiến trúc được công nhận di tích cấp quốc gia, quần thể ba cây ngô đồng đỏ, cây đa, cây nánh và cây kén được công nhận cây di sản, hoạt động nghiên cứu, quản lý, bảo tồn các loài hải sản cũng được triển khai với sự hợp tác của nhiều tổ chức, trường đại học trong và ngoài nước. Có thể thấy, những kế hoạch bảo tồn thiên nhiên và phát triển kinh tế xã hội theo hướng tiếp cận bảo tồn hệ sinh thái tối ưu đã được triển khai hiệu quả. Khu bảo tồn biển, khu di sản văn hóa đã hoạt động tích cực, phát huy được hiệu quả và đạt được kết quả khả quan cho từng vùng chức năng. Tại Cù Lao Chàm, hoạt động giáo dục truyền thông về khu sinh quyển đã được triển khai bằng nhiều hoạt động dành cho giáo viên, học sinh, ngư dân, người làm du lịch, dịch vụ, v.v. Thời điểm đó, Đại học Nữ Chiêu Hòa Nhật Bản phối hợp với Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An khảo sát về kiến trúc cổ tại Cù Lao Chàm, đồng thời điều tra tổng thể về văn hóa Cù Lao Chàm. Đề án phát triển bền vững khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm Hội An cũng được Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An ban hành. Đề án xác định trọng điểm hai chương trình nghiên cứu và triển khai khoa học kỹ thuật công nghệ và phát triển cộng đồng. Một trong những dự án không chỉ có ý nghĩa phát triển du lịch mà còn tạo hành lang xanh bền vững trong ứng phó với biến đổi khí hậu là trồng và phục hồi rừng dừa nước ven biển Cẩm Thanh. Cơ chế đối tác hỗ trợ bằng cách gắn kết bốn nhà: doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, người dân tham gia thực hiện, nhà khoa học hỗ trợ kỹ thuật bảo tồn phát triển rừng dừa, nhà quản lý tạo cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư, tạo cơ sở pháp lý nhằm hỗ trợ giám sát và xử lý vi phạm trong khu vực rừng dừa nước. Cuối cùng, người nông ngư dân là lực lượng chính tham gia bảo vệ bảo tồn. Đây là cơ sở để lập kế hoạch quản lý và quy chế quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững rừng dừa nước và các tài nguyên khác tại Cẩm Thanh. Điều đáng ghi nhận là người dân địa phương và cả cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay vào các hoạt động ý nghĩa này. Chúng ta kinh doanh mà chúng ta không được phối hợp môi trường, từ vấn đề nước thải, rác thải, cái vấn đề mà cộng đồng xung quanh chúng ta và những người nhân viên chúng ta phải có tư duy suy nghĩ như vậy. Và khi chúng ta đầu tư, chúng ta suy nghĩ gì, chúng ta phải hướng tới vấn đề vật liệu hoặc những vấn đề gì cũng gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn. Đây là quang cảnh cuộc đối thoại về vai trò sinh thái của hệ thống cồn bãi tự nhiên, ứng xử các bên liên quan hướng tới phát triển bền vững thành phố Hội An. Hướng tới xác định thế mạnh về địa hình, tiềm năng sinh thái và tính đa dạng sinh học hạ lưu sông Thu Bồn, vùng cửa sông, vùng ven biển và quần đảo Cù Lao Chàm. Phân tích vai trò của hệ thống cồn bãi tự nhiên tại các dòng sông, vùng đất ngập nước, ven bờ biển thuộc khu sinh quyển Cù Lao Chàm Hội An trên các phương diện thủy động lực, ổn định dòng chảy, cấu trúc, địa chất bờ sông, kiểm soát ô nhiễm, duy trì đa dạng sinh học, phát triển nguồn lợi thủy sản và khả năng chống xói mòn tự nhiên. Cuộc đối thoại cũng đã phân tích tính liên kết sinh thái giữa các vùng chức năng của khu sinh quyển trong mối tương quan với lưu vực sông, vùng bờ và hải đảo. Kết quả cuộc đối thoại hỗ trợ thành phố Hội An hoạch định và thực hiện chiến lược phát triển của địa phương. Vai trò của Cù Lao Chàm hiện nay là một trong những mô hình mà thành công trong cái việc mà xây dựng cái sự kết nối giữa bảo tồn thiên nhiên và duy trì những cái bản sắc dân tộc của quốc gia được thể hiện bằng cái khu sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm Hội An. Trước đây, vùng biển Cù Lao Chàm là sinh cảnh sống và sinh đẻ của các loài rùa biển vì có các hệ sinh thái san hô, cỏ biển và chín bãi cát ven đảo. Để bảo tồn rùa biển, sinh vật chỉ thị cho tiềm năng, sức khỏe của các hệ sinh thái biển trong khu vực. Kế hoạch bảo tồn và phục hồi rùa biển tại đây đã được ban hành. Hội An chọn phía đông bắc của Lao Chàm gồm khu vực Bãi Bắc, đảo Hòn Lao và các đảo Hòn Dài, Hòn Lá, v.v. với 30% diện tích là phân vùng nghiêm ngặt biển để thiết lập, quản lý, bảo vệ khu vực sinh sản và sinh cư của rùa biển.
Ngoài việc bảo tồn nguyên vị, quy hoạch phân vùng biển tự nhiên cho rùa biển về và lên bãi cát sinh đẻ, Hội An đã thực hiện bảo tồn chuyển vị rùa biển từ vườn quốc gia Côn Đảo về quản lý, ấp nở và thả rùa con về biển tại Cù Lao Chàm với tổng số trứng di dời khoảng 3.000 trứng. Tôi rất thiết tha tình nguyện vào nhóm tình nguyện viên rùa biển để cùng chung tay, cùng chung tiếng nói với cộng đồng, với người địa phương, cố gắng chúng ta nên bảo vệ, bảo tồn quần thể rùa biển. Hiện nay, việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và nhân văn của khu sinh quyển đang gặp phải nhiều khó khăn, thách thức. Sự gia tăng đột biến khách du lịch đến đảo, vấn đề ô nhiễm môi trường chưa được quản lý, kiểm soát, thiên tai, thời tiết cực đoan và các vấn đề biến đổi khí hậu, định hướng phát triển chưa rõ ràng và còn nhiều nghịch lý, mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, giữa quản lý hành chính và quản lý bảo tồn, v.v. Tình trạng khai thác hải sản trái phép trong khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm diễn ra với tần suất ngày càng tăng. Việc điều chỉnh phân vùng chức năng, mở rộng vùng bảo vệ nghiêm ngặt để bảo vệ các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển, nguồn lợi hải sản và môi trường tại Cù Lao Chàm là vô cùng cấp thiết. Trong bối cảnh đó, tại vùng đệm và vùng chuyển tiếp của khu sinh quyển, đa dạng sinh học cũng đang bị tác động nghiêm trọng. Từ năm 2010 đến nay, 7,5 km bãi biển tại cửa đại Hội An bị xói lở. Nhiều cồn bãi ven sông không còn giữ được hệ sinh thái tự nhiên. Việc xây dựng cầu cửa đại, đường quốc phòng và các dự án phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt là sự bùng phát các hoạt động du lịch tại rừng dừa Bảy Mẫu, Cẩm Thanh, đã tạo nên nhiều áp lực cho hệ sinh thái và công tác quản lý bảo tồn. Đáng lo ngại là 40 hectare thảm cỏ biển tại khu vực Bãi Hương, Bãi Ông của Lao Chàm đã bị mất. Mặc dù Cù Lao Chàm là vùng đất giàu tài nguyên thiên nhiên và văn hóa lịch sử, nhưng sự phát triển của Cù Lao Chàm không thể tách rời việc quản lý và phát triển bền vững của khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm, Hội An. Thực tế, cùng với việc phát huy vai trò của cộng đồng, công tác phối hợp hỗ trợ nghiên cứu phát triển tại khu sinh quyển luôn được chú trọng. Ban quản lý khu sinh quyển từng bước xây dựng nguyên lý điều phối các hoạt động diễn ra trong khu sinh quyển theo mô hình tư duy hệ thống, quy hoạch cảnh quan, điều phối liên ngành, kinh tế chất lượng. Việc kiểm kê đa dạng sinh học lần thứ 3 đã được tiến hành. Các dự án hợp tác nhằm đa dạng hóa sinh kế thông qua du lịch tiếp tục được triển khai. Đặc biệt, phát huy kết quả chương trình cộng đồng nói không với túi ni lông. Từ năm 2018, Cù Lao Chàm, Hội An tiếp tục phát động chương trình nói không với rác thải nhựa, hướng đến xây dựng Hội An thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch không phát thải nhựa. Và cho đến nay, nhiều sản phẩm dịch vụ đặc trưng của khu sinh quyển được đăng ký nhãn hiệu nhằm bảo hộ giá trị tài sản sở hữu trí tuệ, góp phần quảng bá, truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng, doanh nghiệp trong việc bảo tồn, phát huy và khai thác bền vững các giá trị của khu sinh quyển. Phải giải quyết hài hòa một cách thật là cẩn trọng mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, mà trong đó thực hiện tốt nhiệm vụ bảo tồn chính là tạo nền tảng để cho sự phát triển. Và khi cái sự phát triển nó dựa trên cái quan điểm là anh tôn trọng tự nhiên, các vấn đề liên quan đến môi trường, đã liên quan đến đa dạng sinh học, liên quan đến hạnh phúc của người dân mà được xem trọng và đặt lên hàng đầu, thì cái hiệu quả kinh tế nó có thể nó thấp, nhưng chắc chắn về lâu dài thì nó sẽ rất là ổn định và nó sẽ rất là bền vững. Rõ ràng, bảo tồn cho phát triển để bảo tồn là quan điểm và giải pháp xuyên suốt của Hội An trên hành trình quản lý, bảo tồn và phát triển các giá trị đa dạng sinh học, tài nguyên nhân văn của vùng đất và con người, góp phần tạo nên thương hiệu Hội An, nơi có khu dự trữ sinh quyển thế giới và di sản văn hóa thế giới. Những thương hiệu riêng có ấy đã và đang mang lại lợi ích cho cộng đồng. Từ đó, cộng đồng cùng với nhà nước, doanh nghiệp, nhà khoa học tiếp tục tái đầu tư cho quản lý, bảo tồn và phát huy bền vững giá trị khu sinh quyển. Và vì thế, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, Hội An là nơi minh chứng rõ nét về sự hòa quyện giữa con người với thiên nhiên.